Thưa thí, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm vừa qua kêu gọi các quan chức an ninh cấp cao của nước này chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối mặt với tình hình an ninh phức tạp và nghiêm trọng. Ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Năm tuần qua. Sự phức tạp và khó khăn của các vấn đề an ninh quốc gia mà hiện nay chúng ta đang đối mặt tăng lên đáng kể, chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và tồi tệ nhất, nhưng đồng thời sẵn sàng đương đầu với những cơn sóng lớn, sóng dữ và thậm chí là bão biển. Đối mặt với tình hình phức tạp và nghiêm trọng, ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia và năng lực để phát huy hiệu quả trong chiến đấu thực tế và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, ông Tập cũng thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro an ninh quốc gia, tăng cường giáo dục an ninh quốc gia và cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu và an ninh trí tuệ nhân tạo. Theo đài CNN, kể từ khi lên làm lãnh đạo Trung Quốc một thập niên trước, ông Tập đã xem an ninh quốc gia là một mô hình quan trọng xuyên suốt mọi khía cạnh quản trị của nước này. Khái niệm an ninh quốc gia mở rộng và bao trùm mọi thứ từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa và môi trường đến không gian mạng. Một thông tin liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Tư tuần trước đã nói rằng việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến, máy bay để giám sát ở phạm vi gần với Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia này. Bình luận được bà Mao đưa ra khi đề cập việc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quân đội Mỹ INDOPACOM cáo buộc tiêm kích Trung Quốc có hành động áp sát nguy hiểm trinh sát cơ RC-135 Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế ở Biển Đông. Trong video được Mỹ công bố, tiêm kích J-16 Trung Quốc bay cạnh chiếc RC-135, rồi bất ngờ cắt chiếc mũi ở khoảng cách hơn 120m, gây ra vùng nhiễu động không khí, làm rung lắc máy bay Mỹ. Tuy nhiên, bà Mao cho rằng các hoạt động khiêu khích nguy hiểm của Mỹ là nguyên nhân các vấn đề an ninh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt hành động này và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh của mình. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu trước đó nói rằng Mỹ trong thời gian dài đã thường xuyên triển khai máy bay và tàu do thám áp sát Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Ông Lưu cho biết, Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng các hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy và ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh. Trong khi đó, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết đã có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ chạm mặt trên biển của máy bay, tàu Trung Quốc. Quan chức cảnh báo những hành động này có khả năng tạo ra sự cố hoặc tính toán sai lầm. Tình huống tương tự xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái giữa chiến đấu cơ Trung Quốc và máy bay RC-135 của Mỹ, buộc phi cơ Mỹ phải thực hiện các thao tác cơ động để tránh va chạm. Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc từ chối lời mời về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại diễn đàn an ninh đối ngoại Shangri-La ở Singapore cuối tuần này. Phản hồi về thông tin trên, bà Mao Ninh nói, Mỹ biết lý do khiến hai nước bế tắc về mặt đối thoại. Bà Mao nói phía Mỹ nên nghiêm túc tôn trọng chủ quyền an ninh và các mối quan tâm, lợi ích của Trung Quốc, lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của họ, đồng thời hối thúc Washington thể hiện sự chân thành, tạo điều kiện và bầu không khí cần thiết cho đối thoại giữa quân đội hai bên. Ở chiều ngược lại, sau một loạt vụ việc căng thẳng gần đây, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở. Tuy nhiên, đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích các hành động của Mỹ trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên trong chuyến thăm đến Thụy Điển hôm vừa qua rằng có một loạt vụ việc không chỉ nhằm vào chúng tôi mà còn nhắm vào các quốc gia khác trong những tháng gần đây. Tôi nghĩ điều đó càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở, bao gồm đường dây liên lạc giữa các bộ trưởng quốc phòng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã bay cắt ngang ngay trước mũi một máy bay trinh sát RC-135 Revet Joy của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đông vào tuần trước.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định sự việc xảy ra khi RC-135 đang thực hiện các hoạt động định kỳ an toàn trong không phận quốc tế, tuyên bố nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động tự do hàng không, hàng hải, an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép. Đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích các hành động của Mỹ trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến, máy bay giám sát ở phạm vi gần với Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của chúng tôi. Bà Mao cho rằng các hoạt động khiêu khích nguy hiểm của Mỹ là nguyên nhân gây ra các vấn đề an ninh trên biển. Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt hành động này và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh của mình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken khẳng định các máy bay của Mỹ hoạt động ở không phận quốc tế trong một nhiệm vụ thường lệ. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, điều nguy hiểm nhất là không có sự liên lạc giữa hai bên. Kết quả là dẫn đến sự hiểu lầm và thông tin sai lệch. Như chúng tôi nhiều lần tuyên bố, mặc dù chúng tôi cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng điều đó không dẫn đến xung đột và điểm khởi đầu quan trọng nhất cho điều đó là các đường dây liên lạc thông thường. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Mỹ-Trung Quốc chạm trán. Vào tháng 12 năm ngoái, một máy bay quân sự Trung Quốc cũng áp sát máy bay của không quân Mỹ ở cự ly chỉ 3 mét ở Biển Đông. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington liên tục leo thang sau một loạt vụ việc căng thẳng, như chuyến thăm của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào năm ngoái, cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan và chủ tịch Hạ viện Mỹ ở California, vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc, hay vụ Trung Quốc áp lệnh cấm chip của Mỹ gần đây. Bắc Kinh cũng từ chối đề nghị của Washington về việc tổ chức hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore sắp tới. Thế nhưng có một điều đặc biệt là tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc dự kiến đến Singapore dự đối thoại an ninh Shangri-La năm 2023. Theo tờ Wall Street Journal, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thu xếp cuộc gặp lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc tại đây từ ngày thứ Sáu tới ngày Chủ nhật vừa qua, nhưng nhiều khả năng không có cuộc gặp song phương. Lầu Năm Góc muốn Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề Shangri-La 2023 tổ chức ở Singapore từ ngày thứ Sáu tới ngày Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, trong thông điệp gửi Wall Street Journal, Bộ Quốc phòng Mỹ viết, trong đêm, Trung Quốc thông báo với Mỹ rằng họ đã từ chối lời mời từ đầu tháng 5 của chúng tôi về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ở Singapore. Phía Lầu Năm Góc nói họ tin việc liên lạc sẽ đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột. Tuần trước, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cũng nói đã có thảo luận ở Bộ Quốc phòng về việc tạo điều kiện để ông Austin gặp ông Lý. Cuộc gặp này nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế. Thời gian qua, căng thẳng an ninh Mỹ-Trung đã tiếp diễn, Trung Quốc phản ứng trước các động thái ngoại giao giữa Mỹ và Đài Loan. Bắc Kinh đáp trả bằng các cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó mô phỏng bao vây Đài Loan. Điều này đã tạo ra những mối lo ngại về xung đột vũ trang trong khu vực. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh và không loại trừ khả năng dùng vũ lực thu phục hòn đảo này. Trong phát biểu liên quan tới việc từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ thừa hiểu lý do việc thiếu liên lạc giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, phía Mỹ nên ngay lập tức chỉnh đốn những hành động sai trái của mình, thể hiện sự chân thành và tạo bầu không khí cũng như điều kiện cần thiết cho đối thoại và liên lạc giữa quân đội hai bên. Ông Ian Story, nhà phân tích ở Singapore cho rằng, quyết định của Trung Quốc hứa hẹn căng thẳng. Giữa căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, việc ông Lý từ chối gặp người đồng cấp Mỹ sẽ khiến căng thẳng trong khu vực còn gay gắt hơn nữa. Reuters dẫn lời ông Story. An ninh chỉ là một phần trong nhiều bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất kể dữ liệu về giao thương tiếp tục phát triển. Lãnh đạo thương mại hai bên cũng có cuộc gặp hồi tuần trước với một số tín hiệu tích cực. Mặc dù vậy, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn bất đồng về cạnh tranh công nghệ. Kính thưa quý vị, cảnh sát biển Philippines muốn tuần tra với Mỹ trên Biển Đông. Cảnh sát biển Philippines thông báo đang thảo luận phương án tuần tra chung với tuần duyên Mỹ ở nhiều khu vực, trong đó có Biển Đông. Phát ngôn viên cảnh sát biển Philippines Jay Tariela hôm nay cho biết các cuộc đàm phán giữa Manila và Washington đang tiến triển, thêm rằng khả năng lực lượng chấp pháp hai nước tuần tra chung trên các vùng biển quanh Philippines là khá cao. Quan chức PCG không cho biết chi tiết về quy mô và thời gian tổ chức tuần tra chung. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ủng hộ kế hoạch tuần tra chung giữa Hải quân Mỹ và Philippines. Điều này tạo điều kiện để PCG và tuần duyên Mỹ tuần tra chung có khả năng hoạt động này sẽ diễn ra ở Biển Đông
nhằm hỗ trợ các chiến dịch tự do đi lại của chính phủ Mỹ, ông Chariglia nói. Cựu phó tư lệnh Hải quân Philippines Romel Duzon nói rằng triển khai cảnh sát biển để tuần tra chung thay vì điều động hải quân sẽ hạn chế nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Lầu Năm Góc hồi đầu tháng cho biết Philippines đã cho phép Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự mới ngoài 5 căn cứ hiện có. Các căn cứ này nhiều khả năng sẽ nằm ở những khu vực chiến lược, trong đó có đảo Palawan, án ngữ khu vực Tây Nam Biển Đông. Mỹ và Philippines cũng đồng ý khởi động lại cuộc tuần tra hàng hải chung ở Biển Đông để giúp giải quyết những thách thức an ninh. Các thỏa thuận được cho là sẽ tăng đáng kể sức ép với Trung Quốc. Quốc gia đơn phương vẽ ra đường chín đoạn để tuyên bố chủ quyền phi pháp với phần lớn diện tích Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi kỳ đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.